Hoa Lan Quang Minh xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 24 tháng 4 2018. Mình xin giới thiệu với các bạn một số giả hàng ASA. Thì cũng như thường lệ, để cho các bạn dễ mua, mình cũng sẽ đánh mã số. Các bạn lưu ý mã số nào thì các bạn gọi điện thoại cho bên mình. Số điện thoại là 0908 846 804. Tức là mấy chục bao mới lấy được. Địa chỉ cửa hàng Phường Lan ở phường 4, Tiến Trắng, thành phố Hội An, Long An. Đây là mã số 1. Mã số 1, giá tiền là 300.000. Thank you.
Cái này có trần chân được không? Kệ cô coi lại rồi. Hả? Cô nó lấy cây cô coi lại. Dài hơn 70 cm.
số 7. Mã số 7 250.000, cái này còn trồng trong chậu luôn các bạn. Một mầm. Đây mình có bụi xay nè. Hai mầm. Ủa đi về đây mà không gì bãi đâu. Đang lên một kia nhỏ cho nên số 8 350.000. Tiếp theo là mã số 9 400.000. Một mầm. Một mầm này mới nhúng khoảng một phân. Còn khoảng 5-6 phân. Thank you.
Ngay chỗ này nó bị gập các bạn. Cái này nếu mà mình về mình trang hay chuyện nó không sao. Nó bị dặn ngay chỗ này. Nó không thể gãy mà nó bị dặn. Dặn ngay đây. Một con thì khoảng 2 con. Cộng này dài khoảng 50-60 cm. Thank you.
còn bự rất là mập, bị cấn ngay đây cho mình, bị cấn gãy ngay đây.
xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.